Xin chào các bạn, nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách reset đầu ghi của dòng KB Vision có mã là SD6. Đây, đầu ghi này là KX7108SD6. Rồi, các bạn tháo mặt nạ đầu ghi ra. Rồi, các bạn để ý khúc đây là nguồn cổng trên mạng LAN internet á, các bạn cắm vào. Rồi bạn để ý là chỗ khúc này, tại vì khúc này có rất là nhiều chỗ G2 và G1. Rồi các bạn để ý đây, khúc này đây, đấy, đây này, đấy, có chữ G1 đây, có hai lỗ thôi nha các bạn, đó G1, G2. Rồi các bạn dùng đây, mình sẽ dùng cái đoạn dây điện nhỏ mình sẽ quấn lại. Đây các bạn, các bạn, đây các bạn như này, này, đó, rồi, đồng thời các bạn cắm dây nguồn vào đây, rồi. Các bạn để khoảng 15 giây. Rồi các bạn rút rút ra. Bạn kết nối lên màn hình vi tính. Các bạn có thể dùng màn hình TV các bạn setup cũng được. Bạn kết nối cổng HD. Như các bạn. Rồi, các bạn. Đây mình đã reset xong. Cổng đi vào. Các bạn chọn Việt Nam. Việt Nam rồi. Khi mà các bạn ghi vào hai lỗ G1 và G2, các bạn mình thì thường để là 30 giây thì mình sẽ buông cái sợi dây mình cho vào ghi giữa G1 G2 á, mình vào đây ra để các bạn setup. Đây mình hướng dẫn các bạn cách reset cứng. Các bạn có thể tự làm mà không cần phải tới mang hãng hỗ trợ.
các bạn làm cái này thì khi mà các bạn có quên mật khẩu á, thì các bạn đăng nhập email hoặc là mấy cái câu hỏi bí mật này thì là các bạn khôi phục được ngay, chứ các bạn không phải reset phần cứng. Đó. Như vậy mình đã reset xong đầu ghi Cavivision dòng SD6 rồi. Đây các bạn nhớ nhé, đây mình sẽ chỉ lại các bạn. Đây nó lấy này, đó có hai lỗ chữ G1, hai lỗ thôi các bạn, chứ không phải là đây cũng có 2, 4, 5, không phải các bạn. Đây đó, rồi các bạn dùng cái miếng dây nối, ví dụ như dây điện nhỏ nhỏ đó, các bạn cho vào đó. Rồi video của mình đến đây là kết thúc, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.